Hỏa lò, phần 14. Tối hôm đó ngồi bình tĩnh, lão giảng giải: "Tao thương mày tao mới đối xử như vậy. Tao định tới khi hết mì rang á mới ăn tới gạo nếp, nhưng thấy mày thèm quá tao cũng nhờ nhà bếp nấu kẹo, bánh, đường, mì rang, muối vừng. Tao dùng thứ nào mày dùng thứ ấy, san sẻ đều. Tao biết ăn thế không thấm tháp gì với mày, kể cả với tao cũng còn thiếu, gọi là đỡ đói đôi chút. Chúng ta không có nhiều, biết làm thế nào. Ăn căng rốn ra 2-3 hôm hết, rồi cả tháng nhịn đói. Ăn kiểu ấy không có lợi cho sức khỏe, ốm đau trong tù lại không có thuốc. Tao rất là thông cảm. Tao tù 20 năm rồi, tao quen với cái đói khổ hơn mày. Nhưng mày cũng cố luyện dần đi để thích ứng với hoàn cảnh sống trong tù. Tội nghiệp cho mày ít nhất cũng phải 5-7 năm. Sau này đi trại nếu vì đói mà cứ gặp cái gì ăn cái nấy sẽ chết rất nhanh. Tuổi mày còn trẻ phải cố mà sống. Hãy suy nghĩ kỹ lời của tao nói, ăn để sống chứ không phải ăn để chết. Con đâu muốn ăn những thứ dơ dáy đó. Con cũng là một con người mà, một quân nhân cách mạng, con có danh dự. Nhưng mà con đói quá, không kềm chế nổi. Tao hiểu, trận đói năm 45, chính mắt tao nhìn thấy. Nhiều người còn ăn bậy hơn mày, có trường hợp ăn cả thịt người chết. Bên Trung Quốc những năm đói, nhiều ông bố bà mẹ không nỡ ăn thịt con mình, phải trao đổi con với người khác để ăn. Nhưng chúng ta không đói đến mức như họ. Họ không có thứ gì để ăn cả. Chúng ta vẫn còn 3 lạng gạo hẫm một ngày. Tuy chỉ còn xương da, nhưng vẫn sống trong nhiều năm. Tao không nói chuyện danh dự với mày, chuyện cách mạng lại càng không muốn nói. Cả một thực tế bi thảm không mở mắt được mày. Vài lời nói của tao ăn thua cái gì. Tao chỉ muốn nhấn mạnh một điều, đó là cái mạng sống của mày. Muốn giữ được nó trở về, tuyệt đối không được ăn uống bừa bãi mất vệ sinh. Cách duy nhất để chống lại sự hành hạ của cái đói là không nghĩ tới nó. Cứ nhắm mắt luyện khí công như tao là quên đi. Mày xem gã đầu gấu, cô ca sĩ, cô buôn đô la và mấy người không có tiếp tế khác. Họ có no gì hơn mày đâu. Thỉnh thoảng được người ta cho, chẳng qua vài cái bánh, vài cái kẹo. Họ có cào cấu như mày đâu. Phải học tập ở họ chứ. Vâng, con sẽ hạ quyết tâm. Không quyết tâm cũng không có cách nào khác để no, càng hành hạ mình thôi. Phải sống với gã thượng úy bộ đội lão ngán quá. Gã không biết chuyện gì để nói, lúc nào cũng hau háu nghĩ tới ăn. Một hôm thấy bà Sài Gòn có tiếp tế, gã háo hức: "Bố xin bà ta ít gạo nếp rang, ít thịt đi, con thèm thịt quá." Lão buồn rầu: "Người ta cho tao còn không muốn nhận, làm sao tao có thể nhục nhã mà xin xỏ được." "Bố không nên sĩ diện, bà ta quý bố lắm, bố hỏi lại được ngay thôi." "Tao đã bảo không là không." Gã nằm dài ra tiêu nghỉu. Sáng hôm sau vừa ra vệ sinh xong, Ngưu Mã Vương gọi lão đi cung. Vẫn căn phòng cũ, tên cục trưởng và hai thanh niên phụ tá ngồi ở bàn. Y chỉ ghế mời lão ngồi. Qua mấy câu xã giao vô nghĩa, y vào đề: "Chắc anh đã suy nghĩ kỹ đề nghị của tôi rồi chứ? Hôm nay tôi muốn biết ý kiến của anh." Lão ôn tồn: "Vâng, tôi đã nghĩ kỹ. Tôi thấy tôi không thể làm việc cho công an được." Y hơi ngạc nhiên: "Anh cho tôi biết tại sao?" "Thời trẻ đi lính, tôi chỉ biết cầm súng, xông pha trận mạc một cách vô ý thức. Tôi không bao giờ để ý tới chính trị. Giờ đây sau 20 năm tù, tôi chán nản lắm, chỉ muốn sống yên, làm một người dân thường. Nếu tôi có ý định bay nhảy, thì năm 78 tôi đã vượt biển. Một là thoát, hai là chết chìm rồi. Đâu có nằm tù thế này." "Anh không muốn phục vụ cách mạng lập công chuộc tội hay sao?" "Tôi xin nói thẳng, tôi không có tội gì mà phải chuộc. Năm 54, theo lời kêu gọi của cách mạng, tôi không đi Nam. Tôi chưa hề có lời nói hoặc là hành động nào chống chế độ. Các ông có quyền bỏ tù tôi phải chịu. Bây giờ các ông tha cũng được, tiếp tục giam cũng được. Tôi không có khả năng quyết định số phận của tôi." "Anh cho cộng tác với chúng tôi là trái lương tâm à?" "Ngành an ninh nước nào cũng có. Từ trẻ tôi đã không thích nghề đó. Xã hội trăm nghề, mỗi người hợp với một nghề. Khi không yêu nghề thì không thể làm việc tốt được. Do đó tôi không nhận đề nghị của ông. Hơn nữa, ngành an ninh không phải là một ngành an toàn, nhất là với một người có lý lịch như tôi." "Không an toàn? Anh nói sao tôi không hiểu? Hãy giải thích kỹ hơn." "Tôi nghĩ nghề công an cũng như nghề chính trị đều không an toàn. Những người muốn sống an phận như tôi không ai muốn tham dự. Trước kia bao ông làm chính trị thân Nga đã bị bắt, bây giờ lại đến lượt những ông thân Trung Quốc vào tù. Còn công an, tôi đã gặp nhiều ông trong trại giam kiên trì cách mạng như họ,
mà còn phạm sai lầm nằm tù, huống hồ tôi, một đại úy ngụy. Tóm lại, anh không chấp nhận đề nghị của chúng tôi. Vâng, tiếc rằng tôi không thể chấp nhận. Y đứng dậy, lạnh lùng. Thôi, anh về đi. Anh muốn tiếp tục ở tù, khước từ sự mở đường của chúng tôi sẽ cho anh tọa nguyện. Tôi đã nói tôi không có khả năng quyết định số phận của tôi, quyết định thế nào là ở các ông. Trở lại Xà Lim, lòng lão buồn, nhưng lương tâm lão thanh thản, thế là sự lựa chọn đã dứt khoát. Ngưu Ma Vương cho các buồng ra lấy cơm, lấy túi muối vừng ra, lão thấy vơi đi tới 1/3, gói mì rang gói đường cũng vậy. Lão hỏi gã thượng úy bộ đội, mày ở buồng ăn mì rang muối vừng đường phải không? Gã chối, không, con không có hề đụng tới túi quà của bố. Lão giận lắm, mày không chối được, tao buộc dây theo kiểu riêng của tao, không buộc thế này. Tao có gì cũng chia sẻ đều với mày, đối xử thế mà vắng tao mày còn ăn vụng, từ nay tao không cho mày cái gì nữa. Suốt ngày hôm đó, lão không cho gã ăn, không cho gã hút, không nói với gã nửa lời. Buổi tối, Xà Lim ca hát chuyện trò, gã nằm lì mặt lầm lầm. Lão ngồi luyện khí công đều đặn, mắt nhắm lại, tinh thần thư giãn. Gã đột nhiên ngồi dậy chửi đống. Tin sư nói chứ, tao sẽ cướp tao ăn, tao còn dần cho tan xác nữa. Báo cáo cán bộ tao cũng không sợ. Lão mở mắt nhìn gã. Mày chửi tao hả? Mày nói mày cướp mày ăn. Tao hứa sẽ không báo cáo cán bộ. Nếu mày dám sờ vào cái túi tiếp tế hoặc là chửi xỏ xiên một câu nữa, tao sẽ cho mày gãy thêm vài cái răng cửa. Mày thử ngay đi, xem tao có làm đúng lời tao nói không. Loại như mày mà cũng học đòi chấn lột. Thấy mắt lão long lên, gã im lặng. Một lúc gã nằm xuống ngủ vật, mồm há hốc. Nhìn khuôn mặt vêu vao, nhìn thân hình da bọc xương của gã, lão thở dài. Sáng hôm sau, phó nhòm báo tin mừng. Hôm nay thánh găng đi coi. Lại một dịp may hiếm có, các buồng ra làm vệ sinh, mở cửa gió, nói chuyện với nhau thỏa thích. Ai đi qua buồng lão cũng đứng lại hỏi thăm việc về ở. Nghe lão kể lại cuộc đi cung hôm qua, phó nhòm tán thưởng. Ông bạn hành động đúng lắm, đành phải hy sinh thôi. Vắng ông bạn nằm một mình buồn lắm, không còn được trà thuốc bù khú với nhau nữa. Gã đầu gấu tuồn ít thuốc lào qua song sắt. Đàn em cháu lén gửi cho cháu nhiều lắm. Hút hết, ông chú cứ nói. Tao vẫn còn thuốc, ông chú cứ giữ lấy. Gã trừng mắt nhìn gã thượng úy bộ đội. Mày được ở với ông chú, có ăn có hút là phước tổ nhà mày đấy. Không hầu hạ ông chú tử tế, tao cắt cổ. Bà Sài Gòn nhìn vào buồng lão hỏi, hôm qua anh hai đi cung kết quả thế nào? Lão tươi cười, chắc chắn là còn tù chị ơi, họ nói thẳng vào mặt tôi như vậy. Bà ta buồn rầu, chúng nó khốn nạn thật. Anh hai từ chối là phải, thà chết, chứ đời nào đi giúp chúng nó. Ở đây hôi quá, em cho anh hai loại dầu thơm nè. Cảm ơn cô em, sau này nếu được về thế nào cũng phải vào Sài Gòn, ăn với vợ chồng cô em một bữa cơm. Anh hai sẽ là thượng khách của gia đình em sẽ mua vé tàu cho anh hai. Đến lượt buồng lão ra, găng đi đưa cho lão một gói thuốc lào như là lần trước, thêm một gói trà hồng đào. Biếu riêng anh gói trà này, còn thuốc lào chia cho họ. Cán bộ lương lậu có là bao, không nên cho chúng tôi. Thấy cán bộ Xà Lim là vui rồi. Dù sao ở ngoài cũng hơn ở tù, cứ cầm lấy nhớ kín đáo. Bà Sài Gòn báo cáo xin phép cho lão ít quà. Găng đi nheo mắt cười, tình cảm quá nhỉ. Lão vội nói, chúng tôi coi nhau như anh em thôi. Lão đi các buồng, phát thuốc lào cho mọi người. Tới buồng người yêu của gã đầu gấu, lão đùa, liệu sau này có đi tiếp tế cho nó được không? Muốn làm tô thị vọng phu hả? Nhất định cháu sẽ đi, cháu thương anh ấy lắm. Thằng ấy có chí khí đấy. Cô diễn viên kịch nói biểu môi, ở đây thì chỉ thề non hẹn biển, ra ngoài gặp chàng khác là cho rơi ngay, rồi xem có đúng thế không. Cứ hôm nào găng đi thay Ngưu Ma Vương là Xà Lim, hệt như ngày hội. Một trái tim tốt có thể xoa dịu được nhiều khổ đau oan trái. Chẳng khác Beethoven phải nói, ngoại trừ lòng tốt, tôi không thừa nhận một thứ ưu việt nào khác. Victor Hugo cũng khuyên con gái, con hãy sống tốt, lòng tốt hàm chứa tất cả con ạ. Buổi tối, sau khi nghe Xà Lim ca hát xong, lão lấy ít quà bà Sài Gòn cho ra ăn. Gã thượng úy bộ đội nằm dài trên sàn, mặt buồn thiu, nghĩ ngợi.
Khi lão buộc gói quà lại, gã quỳ phọt, gục đầu xuống sàn. Con lạy bố, bố tha tội cho con. Bố muốn đánh chửi con thế nào, con cũng chịu. Con xin bố. Gã cứ quỳ gục đầu như vậy. Lão nhìn gã, lòng đau xót vô hạn. Cái đói có thể hạ nhục con người đến thế này sao? Lão buồn rầu. Mày ngồi dậy đi, không có nên làm thế. Gã nói như khóc. Nếu bố không tha tội cho con sẽ quỳ suốt đêm. Ngồi dậy, tao đâu có chấp với mày. Gã ngồi lên vẻ ăn năn. Ở đây ai cũng khinh con, chỉ có bố là thương tới con, coi con như con. Con láo, mong bố tha thứ cho. Lão chỉ vào túi quà. Tao hiểu, mày lạy túi quà này chứ không phải lạy tao. Tao cũng chỉ định phạt mày một hôm, nhưng mày đói quá hóa rồ, chửi tao, đe dọa tao, đòi chấn lột, tao mới cắt, không cho mày ăn. Ở cùng buồng, cùng cảnh tù tội, tao ngồi ăn nhìn mày nằm đói, nuốt khó trôi lắm. Từ nay tao cho cái gì, được cái nấy, cấm xin xỏ, đòi hỏi. Lão mở túi, lấy cho gã ít xôi đậu xanh, mấy miếng giò, một bánh khảo. Gã rối rít, con xin bố, con xin bố. Đợi gã ăn xong, lão cuộn thuốc lào cho gã hút, rồi bằng một giọng chân tình lão khuyên. Sau này thành án, mày sẽ phải đi trại. Mày là đảng viên, có thể mày sẽ được ưu tiên làm một việc nào đó no bụng. Nhưng sống với lưu manh rất khó. Nếu muốn không bị đập chết hoặc là bị đánh thành thương tật suốt đời, nhất thiết phải sống lương thiện. Xì xọt, bẩm báo, trộm cắp lặt vặt là điều tối kỵ, chết như bỡn. Nếu được làm toán trưởng, nhớ đừng bao giờ đàn áp, cưỡng bức toán viên lao động để lập công. Chúng sẽ cho mất mạng ngay. Không quản giáo nào che chở nổi cho mày đâu. Mày sống với bạn tù là chính chứ không phải là với cán bộ. Mày đâu phải là đối thủ của những tay anh chị sừng sỏ. Chúng là những tay đao búa, đâm chém là chuyện cơm bữa đối với chúng. Dù mày có to khỏe, có võ nghệ cũng vô ích. Chúng sẽ đánh du kích, đánh bất cứ lúc nào, lúc ăn lúc ngủ, bất thình lình. Làm sao mày đỡ nổi? Tao ở tù 20 năm rồi, tao đã chứng kiến những bộ đội đặc công, những dũng sĩ diệt Mỹ, tất cả đều len lén sợ chúng một phép, không dám ho he. Đơn giản là bởi vì chúng rất hung dữ, liều lĩnh, coi chuyện sống chết không là cái gì. Mày phải ghi nhớ lời tao mới mong tha được xác mà về. Vâng, từ nay con xin ghi nhớ những lời dạy bảo của bố. Cuộc sống cứ trôi đi. Lão ở Xà Lim được gần 3 tuần. Lão dạy khí công, dạy luân lý cho gã thượng úy bộ đội, bắt gã góp vui ca hát. Mục đích giúp gã quên cái đói. Gã tấn tới trông thấy không còn nằm ườn ra, ngày đêm nghĩ tới ăn. Một sáng, Xà Lim đón hai khách mời, đó là hai phụ nữ, một trung niên, một trẻ măng. Nhìn thấy hai người đi vào hành lang, lão biết ngay mụ trung niên là một ăn ten, nội vụ mụ lĩnh kỉnh, tay xách nách mang, mắt mụ lơ láo nhìn quanh, trong khi cô gái trẻ nước mắt đầm đìa ôm một cái túi con quần áo. Khi Ngưu Ma Vương có việc, vắng mặt một lúc, gã đầu gấu hỏi, bà cô mới vào bị bắt lâu chưa? Cô mới bị bắt sáng nay. Số giam bà cô bao nhiêu? X1025. Thế còn cô em, đừng khóc nữa, cũng mới bị bắt phải không? Em cũng bị bắt sáng nay. Nhớ rằng nội quy ở đây cấm không được tâm sự kể lể tội trạng mình với ai, vi phạm là cùm đấy. Cảm ơn anh, em sẽ giữ đúng nội quy. Lão nghĩ thầm, thằng ranh con này thông minh thật, tiếc rằng không được ăn học. Số giam của lão là X4257, số giam của mụ này là X1025. Rõ ràng mụ đã bị bắt từ lâu, vào một năm nào đó không phải năm nay. Con bé mới vào ngờ nghệch lắm, phải tìm cách bảo rõ cho nó biết, để nó đề phòng. Gã đầu gấu báo động thế, chắc nó chưa hiểu gì cả. Lão đứng lên, gỡ một đoạn dây sắt hen dỉ trên lưới sắt đã rách, căng ở phía cửa sổ sau trên cao. Lão luồn đoạn dây sắt đó qua khe cửa gió, nhẹ nhàng cậy cái chốt gỗ phía ngoài. Cánh cửa gió chỉ cần đẩy nhẹ một cái là có thể mở. Lão đợi buồng mụ mới vào ra làm vệ sinh, nhưng cô gái đi trước, mụ đi liền sau, chưa tiện nói. Lão kiên nhẫn đợi hai người đi ra. Lần này mụ ta xách xô nước ra trước. Lão gật đầu chào xã giao. Một phút sau, cô gái cầm khăn mặt, bàn chải, thuốc đánh răng đi ra. Lão lấy tay ra hiệu cô gái dừng lại, nhìn lão. Lão nói nhỏ, cháu tuyệt đối không được nói chuyện với người cùng buồng những gì cháu định giấu không khai. Nguy hiểm đấy, biết không? Cô gái gật đầu,
Cảm ơn chú đã bảo cháu. Lão giục cháu đi đi. Tới buồng gã đầu gấu ra vệ sinh, thấy cửa gió mở, gã nhìn vào nói: ông chú phải bảo con bé mới vào cẩn thận, mụ nằm cùng nó là ăn ten đấy. Lão cười: yên tâm, tao vừa nhắc nó rồi. Đóng cửa gió lại hộ tao. Ông chú làm cách nào mà mở được nó thế? Lấy một đoạn sắt ở lưới sắt á, bẻ như cái móc câu luồn qua, giật cái chốt xuống là xong. Ông chú sáng kiến nhỉ, cháu phải học tập. Mày phải cảnh cáo mụ mới vào, nó bẩm báo chuyện xà lim thì mất vui. Ông chú yên chí. Gã đóng cửa gió lại. Buồng lão ra vệ sinh sau cùng. Lão và gã thượng úy tranh thủ tắm, phải dội nước rất khẽ để Ngưu Ma Vương không nghe thấy. Hắn còn đương bận khám tiếp tế của giặc lái. Khoảng 5 giờ sáng, bốn công an vũ trang rầm rập mở cửa xà lim, mở cửa buồng gã, khóa tay, bịt mắt gã lại, rồi tháo cùm đưa gã đi. Gã gần như ngất xỉu không bước nổi. Hai công an vũ trang phải xốc nách gã, lôi sình sạch. Liền mấy hôm, xà lim không ca hát, rồi cuộc sống cũng trở lại bình thường. Xà lim nghiêm cấm hút thuốc, năm bao Điện Biên này tịch thu. Báo cáo ban, cháu tử hình, ban chiếu cố cho. Nội quy là nội quy, không chiếu cố gì hết, xách quà vào buồng. Tiếng gã giặc lái nổi nóng. Tôi là thằng sắp dựa cột, đã cùm, không được gặp gia đình thì chớ. Mấy gói thuốc vợ gửi cho ông cũng thu nốt. Không có lải nhải, vào. Tôi không vào nếu ông không trả lại chỗ thuốc đó cho tôi. Thằng này láo, được, mày sẽ biết tay tao. Ngưu Ma Vương đe rồi bỏ đi. Lão đã tắm xong, đương giặt cái áo lót. Gã thượng úy đương cọ cái bô ở ngoài sân. Đột nhiên ầm ầm, tiếng gã giặc lái kêu thét. Ông liều mạng với chúng mày, đằng nào ông cũng chết. Hai người từ nhà vệ sinh vội chạy ra. Hai tên tù tự giác, to béo, vật gã giặc lái xuống sân. Chúng dùng gót chân đạp ừng ực vào sườn, vào bụng. Gã giặc lái nằm co quắp kêu ối ối. Ngưu Ma Vương đứng nhìn, mắt gườm gườm, mặt lầm lầm. Lão quăng cái áo lót, cái khăn mặt cho gã thượng úy, chạy tới can, lôi chúng ra. Hai tên tù tự giác, mặt phừng phừng chửi. Đủ mẻ thằng già phản động, có phải việc của mày không? Chúng đánh luôn lão, bằng hai miếng võ nhật điêu luyện. Lão quật hai tên nằm sóng xoài xuống sân, rồi nói với Ngưu Ma Vương. Nếu chúng nó nhỡ tay đánh chết anh ta, thì ông phải chịu trách nhiệm chính. Ngưu Ma Vương quát hai tên tù tự giác. Chúng mày về buồng. Lão chỉ vào mặt chúng nghiêm khắc. Đồ vô lương tâm, tao mà còn gặp chúng mày đánh người, tao sẽ bẻ gãy cổ. Hai tên tù tự giác cun cút chuồn thẳng. Lão bảo giặc lái. Cần gì mấy bao thuốc, mang quà vào buồng thôi. Rồi giải thích cho Ngưu Ma Vương. Cơ thể người ta có những tử huyệt, nhỡ tay đánh trúng những chỗ đó chết ngay. Bao người đã tù vì tội nhỡ tay đánh chết người, ông nên thận trọng. Hắn khóa cửa buồng giặc lái, buồng lão lại, đi khỏi xà lim. Cô diễn viên kịch nói la lớn. Ông chú ơi, hai thằng lực lưỡng như vậy mà ông chú quật ngã trong nháy mắt, ông chú ghê thật. Phó nhòm hào hứng. Không ngờ ông bạn giỏi judo như vậy, phải cho cái bọn chuyên lấy thịt đè người một bài học đích đáng như thế chúng mới cạch. Gã trưởng phòng công ty hóa chất bất bình. Dãy buồng bên này nè, chúng tôi theo dõi từ đầu, không thủ án gì mà chúng đánh giặc lái dã man như vậy. Không phải là giống người nữa. Đáng lẽ ông anh phải đánh bỏ mẹ chúng nó đi. Gã đầu gấu suýt xoa. Tiếc quá, dãy buồng bên này không được xem ông chú biểu diễn võ thuật. Thằng cháu đúng là có mắt như mù. Thấy ông chú gầy gò cứ muốn bảo vệ ông chú. Từ nay xin ông chú bảo vệ thằng cháu nhé. Cô người yêu gã giễu cợt. Cái mã anh mà đòi bảo vệ ông chú. Ông chú ơi, ông chú trông gầy mà khỏe quá nhỉ. Lão đứng lên cùm nói. Chú không khỏe đâu, người ta gọi võ nhật là nhu đạo, nghĩa là lấy mềm thắng cứng, lấy yếu thắng mạnh. Chú chỉ mượn sức của chính chúng nó mà quật chúng nó thôi, càng to mạnh thì càng ngã đau. Phụ nữ giỏi judo cũng quật ngã cả vài ba thanh niên đấy. Bà Sài Gòn đùa, vậy ra ngoài anh hai phải dạy judo cho em đấy nha. Mụ mới vào khoe để lấy le, nhà tôi là thượng tá làm việc bên sở, hồi trẻ ông ấy dạy võ cho công an. Không biết võ thì làm sao mà đối phó được với bọn phản động, bọn trộm cướp lưu manh. Cả xà lim im lặng. Gã đầu gấu lên tiếng. Cháu là tên trộm cướp nên vào tù. Còn bà cô can tội gì mà cũng vào đây? Buôn lậu ăn cắp của công hay là mãi dâm? Cô diễn viên kịch nói cười khúc khích. Người yêu gã can. Anh đừng có nói lung tung nữa. Gã sừng cồ.
Anh mà ăn nói lung tung. Em muốn cắt đứt thì cắt đứt. Anh là thằng có sao nói vậy. Anh là thằng trộm cướp thì nói là trộm cướp. Đã vào tù rồi còn nói giọng cách mạng, đéo ngửi được. Tất cả nghe đây, Xà Lim đang vui sống như một nhà. Bất kể thằng nào con nào, dù già dù trẻ dù mới dù cũ, mà lén lút cáo cò làm mất vui hả, tao sẽ rạch nát mặt. Hãy nhìn mặt thằng thượng úy bộ đội ở buồng 1 mà làm gương. Nó là thằng thứ 5 tao đã cho ăn rau cạo rồi đó. Đứa nào muốn xếp hàng thứ 6 thì cứ bẩm báo. Tao nói là làm, không có dọa ai đâu. Phó nhòm khen, chú mày nói chí phải đó. Tao đảng viên từ năm 53, ở ngoài cũng là trưởng phòng tổ chức. Nhưng mà tao ăn cắp của công, tao nói thẳng, nói thật. Chẳng sợ ai ở đây cười chê tao cả. Gã trưởng phòng công ty hóa chất phụ họa, tao cũng thế, tham ô thụt két nên vào đây, trong sạch đã không ở tù. Tiếng Ngưu Ma Vương quát, im mồm hết đi, Xà Lim không phải cái chợ. Mãi tranh luận, phó nhòm lại quên nhòm, nên hắn vào mà không ai biết, Xà Lim lần lượt ra lấy cơm. Buổi tối gã đầu gấu oang oang, ngày kia là ngày mùng 2 tháng 9 rồi, không biết có tị thịt lợn nào không. Trên trại quốc khánh bao giờ cũng có thịt trâu. Gã giặc lái chửi, bàn đến quốc khánh làm cái con cặc gì, giỏi lắm là ba miếng thịt bằng ba đầu ngón tay, dính răng đã hết mẹ nó rồi, đủ mẹ cái chế độ đểu. Giặc lái hôm qua có đau không? Gót chân nện như thế mà lại không đau, may có ông chú cứu cho, không thì gãy xương sườn với chúng. Giặc lái hiền quá đấy, những tay tử hình khác các quản giáo đều kiềng, cho ăn kẹo cũng không dám như thế. Thằng em đây mà bị án chết hả, thì Ngưu Ma Vương hả, buồn ngay. Nói thật với giặc lái nhé, hãy chấp nhận số phận đi, đừng hy vọng hảo được ân xá nữa. Tớ không có hy vọng nữa, nên sáng nay tớ mới đòi thuốc lá bằng được. Tiếc rằng tớ chưa xoay được vũ khí nên mới đến nông nỗi này. Tớ đã xác định chết rồi, thằng Ngưu Ma Vương này sẽ bỏ mẹ với tớ, chỉ cần một cái đinh 10 phân là đủ. Xác định thế là đúng. Ông Trường Trinh có ân xá cho ai bao giờ đâu. Thôi ca nhạc đi. Tối nay chúng ta hát giải sầu cho giặc lái, cho cô em mới vào đang khóc sụt sịt. Em diễn viên kịch nói đâu, khai mạc chương trình đi. Em đang bận, để em hát sau. Bận gì? Việc của phụ nữ đừng hỏi vớ vẩn. Tên thượng úy hãy mở đầu đi. Lão đứng lên nói, nó đừng ăn, tí nữa nó sẽ hát. Giặc lái tình nguyện, tớ xin mở đầu, tớ hát dở lắm, giọng như vịt đực á, nhưng mà để tớ kể một chuyện tiếu lâm cho Xà Lim nghe. Chuyện này tớ đã nghe nhiều người kể rồi, ở đây chắc có người nghe rồi. Phó nhòm động viên, nghe rồi thì nghe lại, chuyện tiếu lâm mà hay á thì nghe mãi cũng không chán, vẫn phải cười như thường. Đề nghị trật tự. Được, xin kể. Các bạn đều biết chủ tịch Tôn Đức Thắng là một nhà cách mạng lão thành, tính tình thật thà, sinh hoạt bình dân, nói năng bỗ bã. Ở chủ tịch phủ mùa hè các bác thường đi đất, các đồng chí bộ trưởng hỏi sao bác không đi dép, bác cười hì hì. Tôi đi thế cho mát cẳng. Một lần bác nói chuyện với các phụ lão, bác đeo kính, cầm tờ giấy thư ký đánh máy sẵn, long trọng đọc. Các cháu thiếu nhi thân mến. Cả hội trường ngơ ngác. Bác chửi, đủ mẹ tôi nhầm, đây là bài nói chuyện với các cháu. Các phụ lão cười vui vẻ, thông cảm với tuổi già lẫn cẫn. Bác đã 90 rồi còn gì, như mọi người bác tôn rồi cũng ngõm. Lúc bác hấp hối, Tổng Bí thư Lê Duẩn, các ủy viên Bộ Chính trị hỏa tốc tới phủ chủ tịch. Bác đã hôn mê. Bộ Chính trị ngồi ở phòng ngoài bàn bạc, dặn thư ký riêng của bác phải túc trực. Nếu bác tỉnh lại có răng rối điều gì thì ghi chép cẩn thận. Đồng chí Trường Chinh phát biểu ý kiến. Bác Tôn là bậc cao niên nhất trong đảng. Khi cuộc cách mạng tháng 10 bùng nổ, bác là người đầu tiên treo lá cờ đỏ trên biển đen. Chào mừng cuộc cách mạng long trời lở đất, khai sáng kỷ nguyên mới trong lịch sử thế giới. Để tưởng thưởng thành tích vẻ vang đó, đảng và nhà nước Liên Xô đã lấy tên bác đặt cho một đường phố ở thủ đô Mạc Tư Khoa. Trái tim của giai cấp vô sản, nơi toàn thể loài người tiến bộ hướng về, tin tưởng. Đảng và nhân dân ta rất tự hào. Tôi đề nghị Bộ Chính trị quyết định ướp thi thể bác và xây lăng tưởng niệm, để con cháu muôn đời tới chiêm ngưỡng. Thủ đô đã có lăng Hồ Chủ tịch, chúng ta nên cho xây lăng bác Tôn tại thành phố Hồ Chí Minh. Các đồng chí nghĩ sao? Toàn thể Bộ Chính trị nhất trí.
Phòng trong, bác Tôn hé mắt tỉnh lại, phều phào. Họp bàn cái gì ở phòng ngoài vậy? Anh thư ký vội trình bày. Thưa bác, Bộ Chính trị đương bàn ướp thi hài bác như là bác Hồ. Bác nghĩ sao? Bác Tôn thều thào. Ướp với con cặc ấy. Rồi thở hắt ra qua đời. Anh thư ký vội chạy ra báo tin bác đã mất. Bác Lê Duẩn hỏi. Bác có răng rối điều gì không? Thưa đồng chí Tổng Bí Thư, tôi có hỏi về việc ướp thi thể bác. Bác dặn là ướp với con cặc bác, rồi mất, không nói gì thêm. Các ủy viên Bộ Chính trị bối rối, không hiểu sao bác lại dặn ướp cái ấy. Trường Chinh là người uyên bác nhất giải thích. Bác dặn vậy là có ngụ ý sâu sắc. Cái ấy tượng trưng cho sức sinh sản của loài giống, được nhiều dân tộc trên thế giới đúc tượng thờ phụng. Ý nguyện cuối cùng của bác là thiêng liêng. Chúng ta phải theo đúng. Khó là ở điểm, chẳng lẽ xây cả một cái lăng lớn như là lăng Bác Hồ, mà chỉ đặt có một cái ấy bên trong, lại còn quân đội canh gác bảo vệ. Thủ tướng Phạm Văn Đồng phát biểu, chúng ta có thể cho chế tạo một cái hộp bằng pha lê, có hình cờ búa liềm và cờ đỏ sao vàng, rồi đặt cái ấy của bác vào. Tôi sẽ chỉ thị cho mấy nhà sử học viết bài giải thích ý nghĩa lớn lao của việc ướp và trưng bày cái ấy. Bộ trưởng Công an Phạm Hùng tán thành. Ý kiến của đồng chí thủ trưởng rất hay. Những phần tử xấu xuyên tạc, tôi sẽ cho tập trung cải tạo hết. Tổng Bí thư Lê Duẩn đúc kết. Như vậy là chúng ta đã giải quyết xong khâu chính. Vấn đề còn lại là đặt cái đó ở điểm nào trong thành phố Hồ Chí Minh. Phạm Văn Đồng đề nghị. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội thương thường báo cáo với tôi là cửa hàng bách hóa tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh rất khang trang đồ sộ, mà nhân dân vào mua hay kêu ca là chẳng có cái con cặc gì. Nay để thỏa mãn nhu cầu của quần chúng, chúng ta trưng bày cái ấy ở cửa hàng này. Nhân dân sẽ hài lòng, không kêu ca gì được nữa. Các đồng chí có nhất trí không? Toàn thể Bộ Chính trị vỗ tay ào ào tán thưởng. Các bạn vừa nghe xong phần 14. Thiên Hoàng sẽ hẹn gặp lại các bạn trong phần 15.